Hello các bạn, mình đang ở một cái bãi biển rất là đẹp nha, thuộc ở khu bãi dài á bạn, còn gọi là bãi dài beach. Ok, ở đây là một cái nhà hàng tên là nhà hàng Sáng Dầu. Mình sẽ vô đây khám phá và chia sẻ các bạn hôm nay hành trình khám phá đảo Phú Quốc của mình như thế nào nha. Ok, let's go. Các bạn, đây là một cái cảnh hoạt động của người dân xứ đảo Phú Quốc. Cuộc sống hàng ngày của họ là đánh bắt cá, chài lưới, cũng mò nghêu bắt ốc ở đảo Phú Quốc đó các bạn. Ok, chúng ta sẽ lại gần hơn cùng giao lưu với anh chị nha. Ở đây thì ngoài mình chạy lưới ra có cá rồi có con gì nữa anh? Dính ghẹ luôn hả? Lưới là dính ghẹ luôn hả? Chạy gần gần ở đây hả anh? Ở nhà mình cũng gần đây luôn. Quá đã luôn. Thường thì một ngày vậy mình làm mấy giác ha? Giác? Một giác một hả? Bốn con giác được rồi. Được cá ha. Hôm nay mình được thu hoạch được nhiều không? Cá này không có con. Trời ơi. Đâu có dính đâu. Mình không có cái ghe nhỏ, mình ra ngoài kia mình đi đánh. Em thấy người ta bao lưới, người ta đánh đập cá đó anh. Cái này khoảng nhiêu mét? Dài chắc cũng được 50 mét đúng không? 70 mét. 70 mét cũng đủ bao vòng. Ở đây gọi là bãi dài mà ở đầu phải không? Đầu bãi dài. Ở đây cũng là bãi tắm công cộng đó anh hả? Dạ, đẹp quá. Ok, anh và gia đình luôn gặp nhiều may mắn, gặp khỏe. Ở ngày đánh bắt nhiều hơn. Yeah, chào anh. Thank you.
nay không có chài được cá, không chài được ghẹ, nhưng mà chài được một số cái rong biển nên phải gỡ rối. Đó, các bạn cũng cực vất vả lắm, để mà đánh được cá hay là ghẹ thì cũng phải chịu khó, mỗi ngày cũng phải làm 3-4 giác gì đó đủ ăn thôi các bạn. Ok. Cuộc sống Phú Quốc là rất là bình yên và vừa đủ sống thôi, là mạnh khỏe là được, đúng không anh hả? Ok. Rồi, xin chào anh nha. Ok. Giờ vậy, dù tụi em làm cái chương trình trực tiếp giả ngoại dưới đây á, liên lạc anh kiếm mua ghẹ mua cá được anh hả? Dạ. Dụ gọi trước 1-2 ngày gì đó, có ghẹ có cá chơi nha. Ok, liên hệ ngư phủ, người địa phương, có ghẹ có cá ăn tại chỗ luôn, tươi ngon luôn nha. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi qua ngoài cái mũi đá ngoài kia nha. Ok, mình thấy bên đó rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi dọc cái bờ biển này nè, quá trời hàng dừa luôn, mát mẻ đẹp lắm các bạn, và nước biển rất là trong xanh, rất là tuyệt vời. Wow. Đấy, cái góc này các bạn thấy đẹp không? Quá tuyệt vời luôn. Ok, sẽ đi bộ qua bên đó. À, mình sẽ đi ra những cái gành này nè. Ok. Hello các bạn, mình đang ở ngay chỗ cái bãi biển này nè. Cái chỗ gành này rất là đẹp nha, ngay chỗ bãi dài á. Đấy. À, các bạn biết miếng này miếng gì không? Cái này là con hào á. À, cái vỏ của con hào á các bạn. Đó. À, vỏ con trai chứ. À, vỏ con trai chứ. Đó. Cái này nè, về mài ra vẽ chữ đẹp luôn. Wow, này trúng mánh rồi. Ok, các bạn thấy đẹp không? Nhiều vỏ lắm. Để cho các bạn xem. Ok, đây nữa nè. Đó, vỏ con trai chứ phải vỏ con hào nha. Nãy mình nói lộn. Trời ơi, quá trời luôn nè các bạn. Đó. Ok, good. Mình đi tiếp nha. Go. Ok, các bạn, bây giờ mình sẽ di chuyển qua bên kia. À, mình khám phá cho các bạn xem. À, đi dọc ở đây cũng rất là thú vị đó các bạn. Dọc cái con chỗ mấy cái gành đá này nè. Nhưng mà cẩn thận hay mấy cái con trai nó chém đứt chân. Ghê quá. Đó. Rồi đi lên cái đá này nữa nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, mình phải mang dép nha. Đó, ai mang giày thì ướt giày ráng chịu. Đó. Nước biển trong xanh luôn nè, thấy chưa? Quay với các bạn coi nè, trong xanh luôn, quá đã luôn. Ok, ai nói Phú Quốc không đẹp? Các bạn đi Phú Quốc, các bạn không có biết chỗ đi chơi những cái bãi công cộng thì các bạn sẽ không có biết là có những cái cảnh đẹp như thế nào. Ok, bởi vậy Mr. Hill sẽ làm cái chương trình là hành trình khám phá đảo Phú Quốc để review lại cho các bạn xem những cái nơi đẹp của Phú Quốc, những cái nơi mà các bạn nên đáng đi. Đến Phú Quốc rồi các bạn cần cũng phải nên khám phá những cái điểm như vậy. À, chơi picnic dã ngoại rất là tuyệt vời. Ok, thì mình đi tiếp nha. Ok. Ồ, qua bển xa lắm nha. Mình đi một đoạn nữa mình sẽ review lại cho các bạn tiếp nha. Ok, go. Xin chào các bạn. Trời ơi, đây đã quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ hành trình khám phá ngay dọc cái nền đá này nha các bạn. Dọc biển này nè, qua tới mũi bên kia luôn, rất là đẹp. Yeah. Cho các bạn xem nè. Wow. Số 1 luôn. Wow. Đi nào. Go. Phải bò đó các bạn, phải bò đó. Không là
Hello các bạn, bây giờ mình sẽ đi tiếp nha. Đi qua một cái đoạn nhỏ nhỏ đường mòn đây để ra ngoài kia. Ok, go. Mà các bạn biết ra ngoài này thì rất là thoáng mát, trong lành. Thiên nhiên còn rất là hoang sơ, rất là tươi đẹp. Mình cảm thấy là rất là thoải mái khi mà đến đây tận hưởng một cái không khí trong lành mát mẻ và cảnh tuyệt trời nè. Để các bạn còn có thể là tắm biển nè, nước trong veo luôn, quá đã luôn. Bên đây là rừng nè các bạn, nhưng mà rừng thưa thôi. Còn ngoài này là biển nè các bạn. Ok, cho các bạn xem đó, biển đó. Đây là một cái hòn đá, hòn đá lấp lánh đó các bạn. Trên cái hòn đá này nó có nhiều cái kim loại thủy tinh hay gì đó, các bạn thấy không? Chiếu nè, thấy không? Đó, vì các bạn thấy không? Mình thấy ở ngoài là nó chiếu, mình quay lại cho các bạn xem đó, thấy chưa? Đó, rất là đẹp. Ở ngoài biển thì thường sẽ các bạn sẽ thấy ở biển Phú Quốc có những cái hòn đá vậy các bạn, nó lấp lánh. Vậy để cho các bạn thấy nó lấp lánh, quá đẹp đó, lấp lánh đó, thấy không? Ok các bạn, mình tạm thời mình dừng cái chỗ khám phá bên mé bên cánh này nha các bạn. Tại vì mình đi tới đây mình thấy là đá không rồi, không còn đi được nữa. Nếu mà đi nữa thì qua bên kia thì ngay chỗ khu nghỉ dưỡng của Nam Nghi rồi. Các bạn thấy cái hòn xa xa đó, đó đây nè, cái hòn này. Đó, đó là khu nghỉ dưỡng của Nam Nghi rồi, nên mình sẽ không đi qua đó, rồi nó không có cho đi. Ok, mình tạm dừng ở đây, mình quay ra quay vô mé cánh bên kia có cái bãi tắm thật là đẹp, mình review cho các bạn xem. Ok, go. Ok, mới nãy là quay thẳng trước về bên kia, bây giờ quay lại phía sau nè cho các bạn xem nè. Wow, đó rất là đẹp nha, đúng không các bạn? Ở đây chụp hình là hết sảy luôn đó, liên vòng cho các bạn coi nè. Đó, mà đi du lịch khám phá đảo Phú Quốc là phải đi như vậy nha. Rồi, mời các bạn cùng hành trình với Mr. Hiếu tiếp nha. Go! Các bạn mến, đây là không biết cây gì nữa. Nó là một loại rong ở ngoài biển đó các bạn. Mình thấy nó đẹp nên mình quay lại chia sẻ cho các bạn nè. Mình khám phá tới đâu mình thấy cái gì lạ, thấy gì hay mình chia sẻ nha các bạn nha. Đó, đây là một loại rong ngoài biển các bạn. Búp vậy nè, quá hay luôn. Các bạn nào có biết rong gì thì comment cho mình nha. Thank you. Các bạn thân mến nè, ở ngoài biển á, thực chất thì có rất là nhiều loại rong nha các bạn. Đó, thấy chưa? Rồi, rong này là các bạn có thể phơi khô và mình có thể là nấu nước uống đó, mát lắm đó nha. Rong biển đó các bạn. Đó, ok các bạn, bây giờ mình sẽ lấy rong biển cho các bạn xem nè. Nè, chùm rong biển nè các bạn. Đó, ở ngoài biển thì có nhiều loại rong này lắm, thì nó có mấy loại lận. Thì có thể mình đem về mình phơi khô hoặc làm tươi mình nấu uống cũng được, mà trước khi làm thì mình phải rửa sạch sẽ nha. Rồi là cho nó không có bị cát, bị vi khuẩn, bị trùng. Khô thì coi chừng nó ra vậy nè, đó. Nó khô queo luôn nè, nó này khô ngoài biển luôn. Thì khám phá tới đâu chia sẻ cho các bạn vậy.
đó, phía sau mình là rừng. Ok, bye bye, mình đi khám phá tiếp nha, bye bye. Mình lại gặp anh đó rồi, anh đang mò ốc đó các bạn. Ok. Đó, phải lặn xuống mò ốc đó các bạn. Rồi anh đó mò ốc cho nha. Đó, thấy chưa? Đó, lặn xuống mò ốc là dễ các bạn. Rồi đi mò ốc. Rồi các bạn xem cảnh mò ốc của người dân Phú Quốc nè. Đó, có một cái kiến bích hơi lại, xong rồi các bạn nín thở, lặn xuống dưới. Đó, úp mặt xuống dưới mò, thấy con ốc nào to thì chụp nó. Ở đây thì cũng cạn thôi các bạn, cũng không có sâu nên có thể dễ nhìn thấy phía dưới. Ok, ok các bạn, bây giờ chuẩn bị là ở nơi này có một cái dịch vụ, đó là đi cái chiếc cano hơi này nè các bạn, đi lặn ngắm san hô câu cá luôn. Rất là đã nha. Đó, bây giờ là hạ cano, hạ cano hơi xuống. Đó, chút nữa là đi quay cho các bạn xem, chuẩn bị người ta chở khách đi với các bạn. Quá đã luôn. Ok các bạn, mình đang ngồi trên gốc cây dương nè, rất là to, nằm ngoài biển á, để quay cái cano này nè các bạn. Chút nữa là người ta sẽ chở khách đi lặn ngắm san hô với câu cá, có hai khách Tây. Sẵn tiện review cho các bạn xem luôn đó, cano hơi nha, quá đẹp luôn. Ok, quay cho gốc cây dương cho ngồng coi nè, đó ngồi trên gốc cây dương, quá trời to, trời bứng gốc ra luôn đó. Đó các bạn thấy không, bứng gốc nó nằm ra luôn, quá đã quá đã. Ok, here we go. Yeah. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ review cho các bạn là một cái chuyến đi lặn ngắm san hô và câu cá ở ngoài cái hòn đảo xa xa ngoài kia, mà mình chỉ đi ké thôi. Nên được phép review cho các bạn coi về cái chuyến đi hành trình này ra biển như thế nào nha, trên cái cano hơi này, quá đã luôn. Đây, đi cùng với hai vị khách Tây, người Pháp. Oh yeah, say hello. Ok, go. Yeah, go. Let's go. Let's go. Thôi thôi, chạy quá dữ luôn các bạn ơi. Thôi, phải giữ cho nó chặt, không nó bay luôn cái điện thoại. Quá đã luôn. Yeah, ồn quá nên không có nói được nhiều. Chỉ quay lại cho các bạn xem mình đang đi trên cano hơi. Các bạn, quá đẹp luôn. Đây là trên hòn đảo Đồi Mồi nè các bạn. Vui quá. Ok, bây giờ mình đi dạo một vòng ra ngoài hòn đảo Đồi Mồi nha các bạn. Yeah.
quá đẹp luôn, trời ơi. Ở ngoài này thì có gần bãi san hô ở ngoài này nè các bạn, các bạn có thể ra ngoài đây ngắm san hô, úp cái mặt xuống là thấy rồi, mặt phải đeo kính nha. Ok, đưa ra một vòng cho các bạn xem nha. Ok, mình phải đi cano rồi mới ra ngoài đây được nha. Đi tàu lâu lắm đó, quá đẹp luôn. Yeah. Ê, bên kia là bãi dài rồi các bạn đó. Thấy đã không? Đó, người dân Phú Quốc ra ngoài đây chơi, dân địa phương. Hello, xin chào. Nãy giờ ở đây có ngắm san hô được nhiều không chị? Ngắm san hô được nhiều không? Ờ, được. Dạ. Ồ, đã quá. Yeah. Đây có ngắm san hô nữa nè. Cá nhiều lắm hả? Wow, quá đã luôn các bạn. Yeah, mình đi khám phá qua tới hòn đồ mồi luôn. Ok, đó, các bạn có thể đi dọc bên đây, nó cũng ngắn thôi. Yeah. Rất đẹp các bạn ơi, hòn đồi mồi ở ngoài bắc đảo đó các bạn. Phải đi cano mới ra được tới hòn này nha. Thực sự thì nó cũng nhỏ thôi, một cái hòn đảo nhỏ nhưng mà rất là hay vì nó xung quanh nó có san hô, các bạn có thể ngắm. Yeah. Đó, bên kia là bãi dài kia bờ các bạn. Good. Rất đẹp, nhìn phía xa xa hòn đảo mồi rất đẹp. Giống qua Hawaii thu nhỏ quá. Ở đây ra các bạn khám phá hòn đồi mồi để biết thêm Phú Quốc có những cái hòn đảo nhỏ xinh xắn ở ngoài này rất là đẹp nha. Oh yeah. Quá đẹp các bạn. Du khách nước ngoài cũng đi thuyền buồm nè các bạn. Đó, vô đây chơi. Đó, quay cho các bạn coi cái thuyền buồm. Quá đẹp luôn. Ok, mình cũng rất là thích đi cái thuyền buồm như vậy. À, chỉ cần gió thôi là nó sẽ đi rất là nhanh đó nha, lướt trên biển rất là nhanh luôn. Yeah. Ok. Bãi biển còn rất là hoang sơ và thiên nhiên các bạn. Thì chúng ta có thể ra ngoài này vừa tắm biển vừa làm một cái buổi picnic ở ngoài này cũng rất là vui và hay lắm. Nước biển thì trong, sạch sẽ, không có bị dơ các bạn. Ok. Đó, đây là cái khu mà có thể vừa tắm biển vừa nghỉ ngơi nè, rất là đẹp các bạn. Ngắm hoàng hôn luôn nha. Ok. Đây các bạn, bây giờ là gần 5 giờ chiều rồi, hoàng hôn cũng đang dừng xuống. Thì các bạn thấy ở bãi này rất là đẹp. Các bạn không biết có thấy gì không? Thì mình thấy là nơi này có thể là mình sẽ là một điểm dừng chân lý tưởng dành cho khách du lịch đó. Khi đến Phú Quốc thì mình nhớ ghé đến điểm này nha, để trải nghiệm thử. Đó thuộc ở bãi dài, ngay phần sau bãi dài á, bãi sau của bãi dài á, cuối bãi dài thì còn nhiều nhiều từ quá mà không biết sử dụng từ nào.
sau Bãi Dài hay cuối Bãi Dài cũng được. Nói chung là nó phần nó cứ lên Google Maps thì nó nằm ở ngay chỗ sát bên Nam Nghi á các bạn, Vinber và Nam Nghi á, thực sự rất đẹp. Và đặc biệt là có một đoạn rừng, một đoạn đường mòn đi nữa, đã lắm. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn.